chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Trung Quốc và mình đã sử dụng hai chiếc điện thoại là Oppo Find 3 Flip và Galaxy Z Flip 5 cũng được một thời gian rồi. Em này thì chắc phải được một tháng rồi á, Oppo Find 3 Flip. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một video chia sẻ cũng như là so sánh nhanh về hai chiếc điện thoại này về thiết kế này vân vân, camera này nọ nữa. Và các bạn hãy xem video nhé. Và các bạn đừng quên là vào ngày 29 tháng 10, Vật vờ Studio sẽ có một offline trải nghiệm Oppo Final 3 Series cực kỳ thú vị ở Hà Nội và sẽ có offline trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế nên các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé để tham gia với chúng mình. Trước khi mà mình nói về ngôn ngữ thiết kế thì mình sẽ nói luôn về mức giá nhé mọi người. Với cái mức giá mà mình đã tham khảo trên dưới 20 triệu ở Cellphone X để sở hữu một chiếc điện thoại gập đẹp và nhỏ xinh như thế này thì Galaxy Z Flip 5 các bạn sẽ bỏ ra một khoảng tiền là... 21 triệu 990 nghìn Đấy là giá đang được ưu đãi cho phiên bản 8GB RAM và bộ nhớ trong là 256GB Còn chiếc Oppo Find 3 Flip mà mình đang cầm thì được nhận đặt trước với một cái mức giá dự kiến là 22 triệu 990 nghìn Và các bạn sẽ được nhận bộ quà tặng bao gồm tai nghe Oppo Enco E3, Oppo Care, dịch vụ premium và hỗ trợ lên đời trợ giá lên tới 5 triệu cơ Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo link mình để mô tả chi tiết cũng như là ghim comment phía dưới nhá Nói chung ý, cả hai sẽ đều mang một cái thiết kế sang với chất liệu cao cấp và bộ màu sắc năm nay thì cực kỳ là thời trang và trẻ trung nữa. Galaxy Z Flip 5 năm nay thì mình thấy nổi bật và ấn tượng nhất với phiên bản màu xanh min, trong khi chiếc Oppo Find 3 Flip đang bắt trên màu hồng ngọc bích. Oppo Find 3 Flip thì sẽ có một cái thiết kế ngôn ngữ nó mềm mại hơn bởi vì các cạnh nó bo cong như thế này. Còn chiếc Galaxy Z Flip 5 thì có thiết kế góc cạnh vuông vức hơn nên là nhìn chung khi đặt hai chiếc máy bên cạnh nhau, Z Flip 5 sẽ nó có thiết kế trung tính và phù hợp cả nam cả nữ đều có thể dùng được. Còn N3 Flip của Oppo thì sẽ phù hợp hơn với phái nữ chúng mình. À nhưng mà có một điểm mà mình cảm giác là cũng vì uh, bo tròn mềm mại quá Thế nên là chiếc Oppo n 3 Flip này không đeo ốp ý thì nó rất dễ trơn trượt khi mà chúng ta để trong túi quần Nói về tổng quát bên ngoài thì thiết kế màn hình ngoài và cụm camera cũng sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trên cả hai chiếc điện thoại này Cả hai đều có màn hình ngoài to đẹp Nhưng mà Oppo n 3 Flip thì lại đặt dạng dọc và Galaxy Z Flip 5 thì là dạng ngang Cụm camera chính của Oppo Find 3 Flip năm nay cũng có thiết kế là camera module dạng 3 camera to tròn như thế này. Còn chiếc Z Flip 5 thì sẽ là xếp 2 camera. Và đi sâu hơn về màn hình ngoài thì cả hai đều có nhiều những cái widget các bạn có thể tùy biến này. Các bạn cũng có thể là xem được YouTube trên này và quay chụp nhanh cũng như là thao tác trả lời tin nhắn được. Tuy nhiên, Oppo Find 3 Flip vì thiết kế màn hình ngoài dặn dọc nên là rất phù hợp với những cái giao diện lướt xem như kiểu là ứng dụng TikTok này, đọc báo này. Này. Mình thấy nói chung các thao tác như kiểu comment hoặc là share Tương tự như một chiếc điện thoại thông thường Nhưng mà chúng ta thao tác trên một cái màn hình nhỏ xíu hơn Và khi trả lời tin nhắn ở các ứng dụng Thì mình thấy là Oppo Find 3 Flip Vẫn giúp mình có thể kéo lên để xem được các nội dung tin nhắn trước đó Còn Galaxy Z Flip 5 ấy Thì lại nhảy sang một cái giao diện chỉ có bàn phím và tin nhắn soạn thảo thôi Mình sẽ không xem được các đoạn hội thoại trước nhưng mà Galaxy Z Flip 5 thì sẽ dễ hơn một chút bởi vì bàn phím trải dài ngang, còn chiếc N3 Flip thì nó sẽ kiểu sạng sọc như này á. Đó. À, và các ứng dụng như Grab này vân uh, vân thì cũng sử dụng được bình thường trên màn hình ngoài của chiếc Oppo Find N3 Flip như một chiếc điện thoại thu nhỏ luôn. Nên là mình cảm thấy cái khoản tối ưu phần mềm cho màn hình ngoài của những cái ứng dụng khác, bên thứ ba thì Oppo Find N3 Flip làm tốt hơn. Và điểm đặc biệt mà mình đánh giá Oppo vẫn đang làm tốt nhất đối với dòng Flip trên thị trường bây giờ đó chính là nếp gấp. Với việc được trang bị bản lề giọt nước nên là nếp gấp của Oppo Find N3 Flip là gần như không nhìn thấy luôn. Các bạn vuốt qua ấy, thì sẽ chỉ thấy là hơi trũng nhẹ chứ không có phần rõ rệt như ở trên Galaxy Z Flip 5. Còn về khả năng gập mở các góc độ thì Galaxy Z Flip 5 lại đem đến cho mình một cái cảm giác đóng mở cứng cát. Nhưng Oppo Find N3 Flip cũng không vì thế mà cái bản lề này được coi là gập mở lỏng lẻo đâu nha. Cảm giác ấy, mình thấy gập mở rất là dễ và nhẹ nhàng Các bạn có thể nhìn là bảng so sánh ở đây thì chúng ta có sử dụng hai tấm nền khác nhau trên hai chiếc điện thoại LTPO AMOLED và Dynamic AMOLED 2X mà trong đa số trường hợp thì thực sự trên hai chiếc điện thoại này mình chưa nhìn thấy là sự khác biệt rõ rệt, chi tiết tốt, màu sắc ấn tượng và cả hai đều ừ. trang bị tần số quét lên tới là 120 hệ nên cảm giác chạm vuốt thao tác trên này rất là mượt nha. Và một sự khác biệt nữa rất là lớn về camera Oppo Find 3 Flip là chiếc điện thoại gập đầu tiên mà mình thấy trang bị nhiều camera nhất từ trước đến nay hiện tại là nó có 3 camera chính trong khi Z Flip 5 của chúng ta sẽ được trang bị là hai camera chính thôi vì thế nếu nói về khả năng chụp ảnh đa dạng ấy thì phải công nhận là Oppo Find 3 Flip lợi thế hơn hẳn khi có đầy đủ chụp góc siêu rộng 0.6x này, zoom 2x và 5x, trong khi Galaxy Z Flip 5 chỉ có chụp góc siêu rộng 0.5x và 1x, không có zoom tele và đến quay video thì Oppo Find 3 Flip cũng cho tùy chọn quay đủ góc. Quay video camera trước cũng có đến 3 tùy chọn là zoom từ 0.8 rồi là 1x đến 2x. Trong khi giao diện quay video selfie chỉ có một góc ở trên Galaxy Z Flip 5 không có góc rộng nữa. Và một điểm đáng khen cho chiếc Oppo Find 3 Flip năm nay là chất lượng quay video camera selfie đã được bổ sung lên độ phân giải là 4K 30fps cùng xem một vài bức hình mà mình đã test ở trên cả hai chiếc điện thoại này và cùng đánh giá nhé cá nhân mình thấy Fine 3 Flip thiên về khả năng làm đẹp khi mà chụp người và đặc biệt là chụp chân dung thì ra cả kỹ càng và mịn màng nói chung là ưng mắt trên Galaxy Z Flip 5 thì nhìn nó thật hơn tổng thể ảnh chụp trên Galaxy Z Flip 5 nhìn màu sắc tươi tắn và độ tương phản cao hơn trên Oppo Fine 3 Flip và chiếc điện thoại gập nhà samsung ấy cũng có xu hướng như là kiểu tăng cái độ chi tiết sharpen hơn nên là nhìn ảnh chi tiết nó rất là rõ nét và ở một số điều kiện sáng không lý tưởng thì nó lại gây cái cảm giác là hơi noise và nhiễu còn blur ảnh mờ quá và mịn như ở trên oppo find 3 flip thì khi mà chụp thiếu sáng mình sẽ thấy là có xu hướng bị bệt màu nhưng nhìn chung thì cả hai chiếc điện thoại gập này đều đem đến một cái chất lượng chụp ảnh tốt trong tầm giá và mình cũng đã có quay thử một vài đoạn video ngắn khác các bạn cũng có thể xem xem <laughs> và về cái phần hiệu năng của điện thoại gập thì uh, như dòng flip này mình nghĩ rằng là mọi người sẽ ít quan tâm hơn so với thiết kế cũng như là camera bởi vì là chiếc uh, Galaxy Z Flip 5 chúng ta đang được trang bị con chip là Snapdragon 8 Gen 2 và Oppo Find 3 Flip là MediaTek Dimensity 9200. 200 nhưng mà trong khi chiếc Galaxy Z Flip 5 được trang bị 8 GB ram thì Oppo Find 3 Flip chơi trội trang bị hẳn 12 GB ram mình nghĩ là một chiếc điện thoại gập thời điểm này 12GB RAM như uh, Oppo Find N3 Flip vẫn hơi thừa và về hiệu năng thì cả hai máy vẫn đa nhiệm tốt và giải trí ngon ở thời điểm hiện tại phần mềm thì Oppo hứa hẹn là sắp tới sẽ tối ưu nhiều hơn đối với những ứng dụng mà được sử dụng ở trên màn hình ngoài mini app ý, và sẽ được cập nhật liên tục nên là mình khá là trông chờ còn nói về pin thì thực sự là mình nghiêng về Oppo Find 3 Flip hơn bởi vì được trang bị một viên pin dung lượng nhỉnh hơn này cho thời lượng sử dụng cũng dài lâu hơn một chút và đặc biệt là khả năng sạc siêu tốc Super VOC 44W Các bạn sẽ sạc được 50% pin chỉ trong vòng hơn 20 phút thôi trong khi chiếc <laughs> Galaxy Z Flip 5 chỉ được trang bị sạc nhanh hỗ trợ tối đa là 25W Còn nói về khả năng kháng nước kháng bụi thì Samsung tỏ ra hào phóng hơn khi mà trang bị hẳn cho chiếc Galaxy Z Flip 5 là IPX8 còn trên Oppo Find N3 Flip là IPX4. Nói chung ý, thì video này mình cũng sẽ chỉ so sánh nhanh thôi nên là sẽ có những cái trải nghiệm chưa thực sự là chi tiết đến với các bạn. Mà để nói chi tiết chắc thì nó sẽ dài lắm nên là có thể hẹn các bạn ở một video nào đó khác. Nhưng hy vọng rằng với những chia sẻ của mình ở trong video này các bạn sẽ phần nào nắm được sự khác biệt của hai em điện thoại gập dự là sẽ hot nhất trên thị trường hiện nay. Và nếu như các bạn muốn tham khảo về giá và những chương trình ưu đãi hấp dẫn để mua hai chiếc điện thoại này thì biết tìm đâu rồi đó. Link mình để mô tả chi tiết phía dưới cũng như là ghim comment. Hiện tại Cellphone đang giảm giá trước Galaxy Z Flip 5 với mức giá ưu đãi chỉ từ 21 triệu 990 nghìn thôi. Còn Oppo Find 3 Flip thì đang nhận đặt trước với bộ quà tặng siêu hấp dẫn. Các bạn sẽ nhận được tai nghe Bluetooth Oppo Enco E3, Oppo Care cũng như là nhiều những cái dịch vụ premium và hỗ trợ lên đời trị giá là 5 triệu lận. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo link mình để mô tả chi tiết cũng như là ghim comment phía dưới nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye! bye, bye. Thảo Mai thích nhở? Bye bye lại! Bye bye! Mạnh mẽ hơn. Bye bye! Thôi đừng. <cười> ôi, ôi. <cười> bye bye! <laughs> Ngáo ấy.